Mưa lớn liên tục 2 ngày nay đã làm sạt lở đất và làm cô lập nhiều bản làng ở huyện vùng cao Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Do sạt lở đất và nước lũ từ các khe suối tràn về nên nhiều công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt ở Kỳ Sơn bị hư hỏng. Hiện có 7 bản làng bị chia cắt, nhiều diện tích lúa hè thu của người dân bị lũ cuốn trôi. Một số tuyến đường liên xã mới được thông tuyến thì nay lại bị ách tắc và chia cắt trở lại. Riêng xã Bảo Nam hiện vẫn còn 20 hộ phải sơ tán đến chỗ tránh trú an toàn. 3 trường học bị cô lập. Xã Chiêu Lưu có 2 trường học tiếp tục bị chia cắt, khó tiếp cận. Vâng, mưa lớn trong những ngày vừa qua cũng đã gây ra thiệt hại ở một số tỉnh miền núi và đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Sơn La vào ngày hôm qua thì các em học sinh trường trung học cơ sở Tạ Khoa đã phải nghỉ học khi mà trường bị ngập sâu do lũ. Vậy thì tình hình mưa diễn biến sẽ như thế nào, chị Liên? Vâng, anh Dương, tại Sơn La thì mưa dông vẫn sẽ tiếp diễn nhưng mà cường độ thì có phần giảm nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như đêm chủ nhật đến sáng qua lượng mưa ở đây tới gần 150 mm thì dự báo đêm nay sáng mai trời mưa khoảng 50 mm. Với lượng mưa này sẽ không gây ngập lụt nữa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa to, đất đá bở rời, bà con vẫn nên đề phòng sạt lở đất ở các sườn đồi dốc đứng. Cùng với Sơn La, đêm nay sáng mai, sạt lở đất cục bộ do mưa cũng có thể xảy ra ở các tỉnh vùng núi khác, từ Điện Biên, Lai Châu trở sang Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn. Nguy cơ cao là những nơi trong vùng màu xanh lá ở trên bản đồ này, tương ứng với lượng mưa trên 50 mm. Trưa và chiều mai mưa rất nhanh, các thành phố Điện Biên Phủ, Lai Châu, Sơn La nhiều mây, trời mát, 26 đến 30 độ. Còn lại các nơi khác của miền Bắc thì nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao 33 đến 34 độ. Riêng Hòa Bình xấp xỉ ngưỡng nắng nóng 35 độ. Ở phía Nam, thông tin đáng chú ý là chiều cường vùng hạ lưu các sông Nam Bộ vẫn còn cao dù đã qua cao điểm của đợt. Dự báo ngày mai, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, trạm Cần Thơ trên sông Hậu, thành phố Cần Thơ đều trên báo động 2 là từ 3 đến 4 cm. Cá biệt mực nước chiều ở trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền, Vĩnh Long thì cao hơn báo động 3 tới 6 cm. Nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng ở các tuyến đường, khu vực trũng thấp ven sông và kênh rạch. Thời điểm chiều cao dễ xảy ra ngập úng là vào buổi sáng. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa dông vài nơi, trời mát 25 độ. Sáng đến trưa mai nắng nhiều, oi nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Về chiều trời chuyển mưa dông, cảnh báo có điểm mưa vừa mưa to kèm sấm sét, gió giật. Thành phố Đà Nẵng dự báo đêm nay không mưa, 25 độ. Ngày mai trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Đến chiều tối có lúc mưa rào và dông. Thành phố Hà Nội đêm nay không mưa, 26 độ. Ngày mai trời nắng, buổi trưa sẽ nóng với mức nhiệt cao nhất là 34 độ.